Rồi, hello, xin chào mọi người. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay là tại thứ ba rồi, thứ ba tại California, tại Mỹ, nhưng mà có lẽ là thứ tư ở tại Việt Nam và cũng như là những nơi khác. Không biết mọi người coi có ok không nha. Đây là lần đầu tiên hôm nay Đức Tiến cùng với Thanh Mai làm livestream này, nhưng mà mọi người sẽ hỏi thắc mắc là không biết là cái livestream này nói về cái gì. Thì giống như cái lúc đầu Tiến có để trên task đầu tiên trên đó thì là nói về làm đẹp nha. Thì đầu tiên đây, mở lên cho mình xem là đã lên chưa. Ok, qua wow, Chu Chi lên rồi. Mọi người nghe rõ không ạ? À? Mọi người nghe rõ không? Hình như hơi bị silo hả? Hello Thanh Phong nè. Để coi là mình đang test chút xíu nha. Coi là nó có lên ổn không nha mọi người. Mình đang test chút xíu, mình đang test chút xíu. Rồi nó đang lên rồi, sao mà bên này mai coi bên mai để coi. Rồi rồi vô rồi đó. Facebook rồi. Facebook rồi, ok. Này sao? Này sao? Từ từ để bấm vô cái Facebook của Mai đâu rồi. Đây rồi, trước tiên là mọi người share giùm tiếng cái livestream này ngày hôm nay cùng với Thanh Mai. Rồi ok, nó hơi bị chậm một chút xíu nhưng mà nó ok smooth nha. Trước tiên mọi người nghe có rõ không nha? Mọi người nghe rõ thì xin nhấn cho cái nút thumb là lên, yes yes yes. Thì hôm nay là cái live đầu tiên của Đức Tiến và Thanh Mai để mà chia sẻ về về làm đẹp đó. Thanh Mai cũng đang xem, Thanh Phong và cũng nhiều quý vị khác. Mời Mai chào mọi người đi ha. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay là lần đầu tiên mà Thanh Mai và Đức Tiến, Thanh Mai thay mặt Thẩm mỹ viện Hoài Anh để chia sẻ những cái gì mà về làm đẹp, đặc biệt là cái về xâm thẩm mỹ. Bây giờ mình phải nói ba chị chào khách vừa mới xong, chị chị muốn vô chia sẻ không, chị muốn vô chia sẻ với em không thì hả? Thank you chị nha, đẩy ra, Thank đẩy ra luôn you được không? chị. À rồi, cảm ơn chị. Hôm nay khách cũng một các chị khách cuối cùng cũng vừa mới ra luôn Bây giờ là 6:41 giờ Cali. Đây là rồi. cái người khách làm cuối cùng ở tại Thẩm mỹ viện Hoài Anh, cũng vừa xong với một cái gương mặt nó rất là tươi và happy, Đúng bởi rồi. vì là cứ mỗi năm là cô lại ghé ở đây để cô làm những cái chân mày của cô. Nhưng mà tại vì khách á, thường thường hay mắc cỡ, không có muốn chia sẻ, chỉ có những người khách nào mà họ đồng ý chia sẻ thì Thanh Mai và Đức Tiến với chia sẻ cùng với quý vị. Giống như chiều nay nha Tiến ha, Tiến hôm nay là ở đây Hôm nay là từ nguyên từ ngày á. sáng đến nay để chứng Working kiến. all day trong này. Là đầu tiên là hôm nay nếu mà những chị nào á, các chị các cô nào hay là anh nào á mà chịu lên cái livestream này và Tiến sẽ nhấn nút mời. Mà nếu mời á, mà lên livestream nó chia sẻ đó, hôm nay chị có cái chân mày bị thế này, cái chân mày chị bị xanh, bị đỏ hay là bị hư, bây giờ Mai tư vấn giùm chị coi là chị nếu mà sửa được không, có làm lại được không, thì Mai sẽ coi trực tiếp tại chỗ luôn. Và nếu mà các anh chị đã chịu lên á, để chia sẻ thì khi đến với tiệm á, là sẽ được tặng và giảm giá đặc biệt cho mọi người nha. Thì á, cái đó là điều muốn mời trực tiếp luôn. Thì bây giờ là hello Teresa Dương, hello Bác Dồ, hello Thanh Thông và các anh chị nha. Thì bây giờ Mai sẽ chia sẻ thêm về chút xíu về cái tiệm của mình và cũng như cái ngành mà Mai lựa chọn làm đẹp từ mấy chục năm Mai qua, thì trong đó Tiến sẽ share vào các group nha. Đúng Mai rồi. chia sẻ cùng mọi người. Thì Thẩm mỹ viện Hoài Anh á, là mình ở ở đường Bosa của California, thành phố Westminster, California đã là 14 năm rồi. Thì suốt trong những từ 2008, 2009 đến giờ đó, như Mai được nhớ là có rất rất là nhiều người khách ở đây, chắc là bao nhiêu ngàn người đã được Thẩm mỹ viện Hoài Anh làm đẹp, về chuyên về xâm mắt, xâm chân mày, xâm môi, xâm che những vết nám, xâm che tàn nhang, xâm tóc. Tại vì cái ngành xâm bây giờ nó ngành xâm thẩm mỹ á, không phải là chỉ xâm cho chân mày, xâm cho mắt, xâm cho môi nữa, mà là mình làm cho toàn bộ những cái khuyết điểm ở trên gương mặt. Có những cái loại máy á, mà họ sản xuất để mà lấy cái màu mực xâm ra, hay là mình xóa những cái màu. Thì bây giờ tất cả những cái phương pháp mới á, đều được Thẩm mỹ viện Hoài Anh mình Update update những cái máy mới, thành ra những cái đó nó rất là tốt. Còn đối với Thanh Mai á, thì Thanh Mai ở trong cái ngành xâm lại chắc cũng phải 20 mấy năm rồi, không? từ khi bước vào trường mỹ thuật về học về ngành đại học mỹ thuật. Thì là Mai đã yêu thích cái ngành xâm rồi, sau đó Mai học xâm, rồi Mai học điêu khắc, rồi Mai học đủ thứ, rồi sau đó đó là Mai được tu nghiệp ở bên Pháp.
chắc là thời đó là năm 90 mấy, năm 98, 99 rồi đó. À vậy á, wow. 20 hay mấy, là mày học ở bên đó về cái ngành chuyên sâu về thẩm mỹ, xuất trở của khuôn mặt đó, có nghĩa là về cái cấu tạo, cái cấu tạo của khuôn mặt, về cái giống như là gương mặt của một cái người nó có một cái tỷ lệ vàng, mình phải hiểu cái đó là giống như mày học về để làm cùng với bác sĩ thẩm mỹ. Bác sĩ thẩm mỹ thì người ta học rất là giỏi về những cái đường may, đường cắt về trong thẩm mỹ trên gương mặt, nhưng mà có một cái người chuyên viên thẩm mỹ, đa số những cái nước tiên tiến lớn giống như là châu Âu, hoặc những cái thẩm mỹ thật là lớn, những cái mà gọi là professional về mà thẩm mỹ, thì họ thường có một chuyên viên về thẩm mỹ để tư vấn cho khách hàng trước khi mà gặp bác sĩ thẩm mỹ. Bởi vì bác sĩ thẩm mỹ thì họ sẽ học về cái gọi là cắt làm sao cho nó đúng chính xác cái đường, lấy làm sao cho cái lớp mỡ nó đúng đến cái độ dày của lớp mỡ như thế nào, và đường may làm sao cho nó thật là đẹp. Nhưng mà cái người chuyên gia thẩm mỹ thì mình nắm được là cái độ, phải độ cao thấp lồi lõm và cái tỷ lệ vàng của khuôn mặt. Nếu mà cái khuôn mặt của mình á mà nó có chia làm 5 phần, ví dụ Tiến hiểu không? Chia làm 5 phần từ chân tóc cho đến đầu mũi, chân tóc cho đến đầu, hai chân mày, từ đầu chân mày đến đầu mũi, từ đầu mũi cho đến cằm, và hai bên hông mũi cho đến hai gò má. Thì nếu mà 5 phần đó nó đều nhau mà nó đẹp thì đó là một cái khuôn mặt perfect của những người châu Á mình á. Thông thường gọi là khuôn mặt trái xoan á. Thì Mỹ nó cũng có khuôn mặt đó, nó gọi là khuôn mặt oval đó. Oval. Thì là một khuôn mặt rất là chuẩn của những cái khuôn mặt đẹp. Thì trước khi mà cái người chuyên viên thẩm mỹ mà mình học á, là mình học về cơ của gương mặt, mình học về xương, khung xương của mặt, mình học về tỷ lệ những cái xương, độ cao, độ nhô của gò má, độ nhô của hốc mắt, độ nhô của vùng trán, rồi cằm, rồi gò má. Chính vì những thế mà Mai áp dụng vào trong cái ngành thẩm mỹ nó thật là tốt, nó thật là giúp, nó help cho các cô rất là nhiều. Mai là cái người mà phải gọi là lần đầu tiên á, để mà áp dụng cái thẩm mỹ vào trong cái ngành xâm. Từ bao nhiêu năm nay rồi, bởi vì nếu mà trong ngành xâm mà mình có cái tính thẩm mỹ cao thì cái điều đó là mình đạt được rất là nhiều cái mà gọi là benefit, nhiều cái mà tốt cho cái người khách hàng. Bởi vì có khi Tiến hiểu không, vẽ một cặp chân mày mà tự nhiên cái gò má của cái người đó nó thấy dịu xuống. Vẽ một cặp chân mày mà tự nhiên cái làm sao mà cái trán người ta, nếu mà khách đó đang bị thấp thì mình có thể vẽ cặp chân mày mà cho cái cảm giác cái trán nó đỡ đi, nó không có nhìn thấy thấp nữa. Mà cái lỗ mũi bị gồ chẳng hạn thì cũng phải vẽ một cái đầu chân mày như thế nào để cho cái sống mũi nó nhẹ nhàng, nó dịu xuống. Mình cũng như vậy, nếu mà cái gương mặt mà người ta bị gãy đó, cái sống mũi nó không có, có nhiều cô cái sống mũi nó không có được cao, thì mình có một cái cách vẽ chân mày làm sao mà nhìn vô thì thấy cái sống mũi nó không có bị thấp nữa. Cho nên cái đó là những cái bí quyết mà rất là hay. Cho nên hôm nay Mai nghĩ là cái này cần phải chia sẻ để cho mọi người cùng hiểu biết. Cái này chắc là cái show này mình gọi là kiến thức về thẩm mỹ quá. Rồi. Làm đẹp cùng thân Mai thì nhớ đi, kiến thức cũng được. Đó thì ở trong cái show là ngày hôm nay là các, nhất là các chị nha, các bạn nữ, các chị nào mà cần được tư vấn hoàn toàn miễn phí nha, để xem coi cái chân mày mình đến mà làm đẹp bác sẽ được đẹp như thế nào. Và Đức Tiến sẽ cố gắng, nếu mà các anh chị nào chịu mà coi như là Tiến mời lên live á, Tiến mời lên thì các anh chị nhớ accept nha, tức là chấp nhận. Ví dụ chào là Trần Vũ Ghi Bo nè, Tài Hồng nè, Jenny Bùi nè, Quang Dũng nè, Hằng Lê, Thanh Phong và các anh chị đang coi cái live stream ngày hôm nay, để nói về làm đẹp, xăm chân mày, xăm mí mắt, xăm môi, xóa tất cả các nám, các mụn tàn nhang mà Đức Tiến ở đây làm việc cùng với Mai á, thì thấy rằng là rất là nhiều các cô khi đến đây là chân mày bị đỏ, bị xanh, đi xăm ở những nơi khác nó bị hư. Có những người thì chân mày xăm như con sâu rộm, có những chú, những anh đi xăm ở đâu không biết mà bị xăm lộn, tức là từ cái chân mày của đàn ông mà người ta xăm lộn thành chân mày thành phụ nữ, gắn lên cái mặt thì nhìn nó thật sự là nó không phù hợp. Rồi nhiều cô là coi như lớn tuổi là bị rụng chân mày. Nói chung là nhiều lý do lắm, còn các cô thì mí mắt cũng không có, hay là môi nó bị tái, bị thâm. Như là trong ngày hôm nay Tiến ở đây là có rất là nhiều cô đến là xăm môi mới rất đẹp nè, làm chân mày mới nè. Chân mày hư xanh ấy, hai ba cô nhớ không, sạch sớm. Thì hôm nay chưa đó.
là mấy cô chân mày bị xanh đây 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 ngày hôm buổi sáng. Bây giờ có ai trên này xong thì Tiến đó muốn mời lên trên đây nha, nếu mà được thì mời lên trên đây thì sẽ lên nhớ sẽ tư vấn miễn chia phí. Sẻ nha, tư vấn rồi miễn phí và tặng hiểu được hơn gương mặt của mình thì hợp kiểu với những cái chân mày như thế nào, gương mặt của mình thì được hợp những cái chân mày rồi như thế nào. Thì mời nhiều quá nên là bây giờ là phải có một người accept thì bên kia mới có người kia lên được nha. Rồi thì ai có câu hỏi gì muốn cái chân mày bị cái gì, hay là có những người là bị chân mày mà bị gãy, hay là có những người là bị có sẹo ngay đây đó vân vân, thì bây giờ chắc là mình sẽ cho quý vị xem một vài những cái video mà trong ngày hôm nay Đức Tiến và Thanh Mai cũng đã quay lại và chia đây sẻ này, mọi người xem. Cái này là khách hàng before để ngang cho mình xem luôn, để ngang được không, không à, cái đó cái hình thôi đúng không, không có video luôn đó. Hồng để tiếng cho con bên cô Tiến này, cô Tiến dễ coi nè. Ví dụ mà như cái là cái này cố lại cố before như này. À. Nó xanh và nó bự như này đây quý vị. Đó. Đó. Ôi mà thấy tụi con bé hư nó có cái đồ gì đây là before này. Đó. Đó, nó xanh như vậy. Mà ngoài nó rất là xanh nhưng mà sau khi làm xong á. À. Là thon lại. Tự nhiên. Đó, thấy rõ luôn mà, đúng không? Đó. Sau khi làm xong đó. Đó là cô ấy rất là happy mà trong lúc làm là không có đau một chút nào. Uh-huh. Hoàn toàn làm xong là không có bị chảy máu một chút nào luôn. Uh-huh. Đây là sau 1 tiếng 40 phút là vừa xóa vừa làm một cái chân mày nó bị xanh, nó bị hư, nó một bên cao bên thấp. Uh-huh. Mà trở thành một cái chân mày màu nâu. Uh-huh. Mà nó nhỏ, cái xếp nó gọn như thế này đây quý vị. Uh-huh. Quý vị nhìn thấy những cái bàn tay của người thợ ở tại Thẩm mỹ viện Hoài Anh rất là khéo léo. Mà cái điều quan trọng á là tại sao mà mình có thể sửa được cái cặp chân mày mà nó đang bị xanh, nó đang bị to, nó đang bị lem, nó đang bị hư mà trở thành một cái cặp chân mày nhỏ gọn mà nhìn không có thấy đường xóa, thì cái đó là một cái bí quyết phải gọi là gia truyền ở đây là Mỹ viện Hoài Anh chuyên về sửa những cặp chân mày bị hư. Yeah. Bị hư, bị lem, bị xanh, bị đậm, bị đen quá, trở thành những cặp chân mày được những cái màu mà nó dịu dàng hơn, tự nhiên hơn. Yeah. Cái gương mặt người ta một cái nét đẹp tự nhiên và nó hoàn hảo hơn. Bây giờ Tiến sẽ mở lên cho quý vị xem cái cô mà vừa mới làm xong cái trong ngày hôm nay luôn nha. Cô cũng vừa mới về luôn. Thì đây là một cái cô này, cô cũng là rất là thân quen với Tiến và cũng như là cũng thường xuyên mà có cái show của Tiến nha. Mà cái vòng tròn nó thấy cái môi của cô nó đó. Che đi cái ngày xưa cái trên mày của cô sâm nó xong rồi xóa, cô nhớ không? Ngày xưa cô sâm xong nó to quá, nó xanh á. Đẹp ba cậu. Đấy, ba cậu. Cô che lên đi, cho che lên mày. Có cái thẹo, lớn lắm. Đó, nói chung là mọi người sẽ thấy có rất là nhiều các video đây, Tiến sẽ up lên trên mọi người xem nha. Rất là nhiều các video mà đã Tiến và Mai đã có để mà chia sẻ cùng với lại tất cả quý vị trong cái show này ngày hôm nay. Rồi, hello Hồng Tô hả? Thì mọi người đang coi cái này thì ai có thắc mắc gì hay là có nhu cầu gì về về cái chân mày bị xanh, bị đỏ, bị gọi là phong thủy không tốt, đúng không? Đúng bị rồi. Gãy, bị cụp, bị xăm, đi xăm chỗ nào khác bị hư. Hả? Hay là cái mí mắt mình nó bị sụp, hay là cái môi của quý vị nó không có còn hồng hào nữa. Đúng. Do lớn tuổi, do uống thuốc nhiều, phụ nữ uống nhiều loại thuốc khác nhau nên là cái màu da môi nó cũng bắt đầu nó sậm xuống. Đúng. Và cả các anh cũng thế, thì có thể comment bên đây nha. Và cũng như là nếu mà cần được tư vấn gì, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho mọi người. Và đặc biệt là trong cái show ngày hôm nay thì ai đặt câu hỏi hay coi show này thì có thể comment bên dưới, Mai sẽ đặc biệt cái giá cho mọi người để đến là tiệm để mà làm đẹp nha. Nên là đừng có ngần ngại nha. Tại vì bây giờ thì mình nếu mà không làm đẹp á thì đợi đến bao giờ mới làm đẹp. Chẳng hạn như nãy có một cái cô đây, đó. Mai cho coi một cái tẩy cái môi thâm mà của một người khách hàng ở đây. Đó. Đây là môi thâm của nam. Uh-huh. Sau khi mà tẩy xong á chỉ có mấy phút thôi, một tiếng mấy thôi là nó trở thành cái môi như này. Ủa sao thế? Đó. Thấy không? Hay quá. Đó mình chưa có làm được ép rồi, không có thời gian ép. Chưa có thời gian đúng không? Đó. Đó. Thì trời ơi, những cái cách, những cái phương pháp mà tẩy môi thâm á, ở tại Thẩm mỹ viện Hoài Anh là thực sự mà nói là mình là cái người mà đi đầu tiên về những cái phương pháp về tẩy môi thâm và đi chân mày nam. Bởi vì chân mày nam á là
là cái chân mày không có phải là dễ làm. Chân mày nam là phải cái người nào mà chuyên biết làm những cái sếp của nam giới thì mới có thể làm được chân mày nam. Mà ở thẩm mỹ viện Hoài Anh ở đây là mình làm thường xuyên rất là nhiều những cái chân mày nam, mà đặc biệt đó là những chú những anh á mà đã đi xâm bị hư rồi mà nó xanh một bên cao một bên thấp, thì ở tại thẩm mỹ viện Hoài Anh mình đều có những cái phương pháp á làm cho cái chân mày nó lọt lại, cho nó xanh lại, à cho nó nâu lại và cho nó giống như cái màu tóc, và nó cho có những cái lưỡi mát giống như là một cái chân mày nam chứ không phải là một chân mày nữ. Bởi vì đa số Tiến thấy ha, những anh tới đây mà đã đi xâm chỗ khác rồi để sửa là toàn là xâm cái gì không có, bữa nó xâm lộn. Xâm lộn, lộn. Là chân mày nam không xâm, xâm là chân mày nữ. Bây giờ để khuyến khích cho mọi người gọi về á, là mình nói cái giá và mình tặng bonus bao nhiêu để mọi người gọi về trong cái show là liền bây giờ luôn nha. Thì mình xâm với là xâm làm đẹp đi, xâm trọn nguyên cái chân mày hay là miếng mắt hay là môi, giá bao nhiêu xong mình tặng bao nhiêu để cho mọi người làm đẹp. Không biết sao tại vì mình muốn lên mình muốn ưu ái cho mọi người ai có đặt câu hỏi. Còn ai về làm thì vẫn được tặng, còn ai có câu hỏi cứ hỏi luôn, cho mọi người có cái động lực mọi người gọi về hỏi cho để mà tự tin nha. Nhất là các quý vị mà ở tiểu bang xa á, nói cái coi show này cùng với Đức Tiến và Thanh Mai thì tôi gọi về tôi hỏi như vậy đó để tôi biết là tôi làm đẹp như thế nào. Rồi quý vị ở San Jose, San Francisco, ở Houston, ở Dallas, ở Las Vegas, ở bất cứ đâu á thì có coi cái show này gọi về và đến được làm đẹp vì đi xa nên là được xem như là tiền hỗ trợ chi phí đi lại xăng xe, xăng giờ lên quá trời. Thành ra là mà nói là Thanh Mai lên đây để mà chia sẻ tất cả những cái gì về làm đẹp thì Thanh Mai cũng muốn là các chị cứ mạnh dạn. Trước nhất ngày hôm nay là ngày đầu tiên. Đúng rồi. Cho nên là nhiều người chưa biết rằng thẩm mỹ viện Hoài Anh cũng như là Thanh Mai và Đức Tiến sẽ mỗi tuần thứ ba. Thứ ba hả? Thứ ba. Thứ ba từ 6 đến 7 tin nào. Bây giờ là 7 giờ, từ 6 đến 7 giờ mà nó làm sớm chút xíu, làm trễ chút xíu. Chứ thường là 6 giờ đến 7 giờ nha, hôm nay là hơi trễ hơn nửa tiếng. Nên là sẽ nói trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Đúng rồi. Là nhất nhất là những cái việc này là trong cái tiếng này á, là tại vì cái thẩm mỹ viện Hoài Anh mình mở cửa 7 ngày một tuần từ 9:30 cho đến 6 giờ chiều. Thành ra vừa đóng cửa là mình mới có thời gian để mà tư vấn cho những cái quý khách. Để quý khách ở xa đa số như này là mình Thanh Mai mong rằng những cái cô ở xa đã biết đến danh tiếng của thẩm mỹ viện Hoài Anh rồi mà chưa có cái cơ hội để về mà muốn tư vấn một cái cặp chân mày, một cặp mí mắt, một cái cặp môi hay là cái da đồi mồi hay là về thẩm mỹ bất cứ một cái gì đó, thì tất cả những cái gì gọi là kiến thức về làm đẹp thì Thanh Mai sẽ chia sẻ hết. Cô sẽ có thể cô sẽ có cái gương mặt xuất hiện ở trên đây để cho Mai nhìn thấy rằng gương mặt đó đã hài hòa hay chưa, trên gương mặt của mình cần sửa những cái gì để mình biết, để mình tư vấn cho mình biết được cái sắc đẹp của mình nó sẽ được lên như thế nào sau khi mà mình muốn làm đẹp một thứ gì đó. Thì tại vì tất cả những cái tư vấn này của Mai á, là từ những cái kinh nghiệm của Mai là hơn 20 mấy năm về cái ngành làm đẹp này rồi, cho nên các cô cứ lên để mà được tư vấn miễn phí mà mình nghe xem là điều Mai nói có đúng không, thì các cô tự nghe và các cô tự hiểu được. Tại vì gương mặt của các cô là chỉ có các cô các chị với hiểu hết được cái gương mặt của mình và yêu đúng thích rồi. Được cái gương mặt của mình ở chỗ nào, thì sau khi mà Mai nhìn và Mai nhìn và Mai theo cái kiến thức của Mai nữa thì Mai sẽ cho cô những cái suggest á, cái đề nghị, là mình lên làm cái gì. Có những cô có cặp chân mày đẹp tự nhiên rồi thì mình cũng không cần phải làm nữa, mà mình chỉ cần nó cân đối hài hòa lại thôi. Còn những cô thì có cặp mắt nó hơi bị sâu quá hoặc là cặp mắt mình nhìn chưa có tươi, nó không có hồn, thì làm như thế nào để cho cặp mắt nó có hồn. Rồi có những cô thì cái gò má nó hơi bị cao thì bây giờ mình phải làm sao cho cái cặp gò má mình nó bớt cao, thì cái đó là trong cái tầm tay của Thanh Mai, trong cái kiến thức của Thanh Mai là chuyên môn sửa lại những cái nét đẹp mà
trời cho mình chưa có được hoàn hảo, uh-huh. thì mình sẽ bằng một cái thẩm mỹ mà rất là khéo léo, giữ được cái nét tự nhiên của mình, nâng cái nét đẹp tự nhiên của mình lên cho nó đẹp hơn. Đó, bây giờ nếu mà ai mà chịu lên thì là đừng có đợi ấy nha. Đức Tiến sẽ cố gắng mời các anh chị và các bạn lên trên đây để mà chia sẻ cùng với Đức Tiến. Tại vì nãy có mời hơi nhiều nên bây giờ nó chưa có cho mình mời lại. Thì phải, đó. Thì, thì các chị cứ lên để mà Thanh Mai nhìn được gương mặt của các chị. Rồi Thanh Mai sẽ nói là, ồ, gương mặt này sẽ làm cái gì để cho cái gương mặt mình nó được hoàn hảo hơn. Giống như là cái cặp môi này thì cần phải như thế nào. Thì Thanh Mai sẽ góp những cái ý kiến để cho các chị cảm nhận là cái điều đó là có đúng hay không. Tại vì bằng cái kiến thức và những cái kinh nghiệm của Thanh Mai trong suốt hai mươi mấy năm về làm đẹp thì Mai nghĩ rằng nó rất là góp, rất là hữu ích, rất là hữu ích cho các cô, các chị, đặc biệt là những cái chị em phụ nữ mà mình đã khoảng chừng 40 mấy tuổi trở lên đó. Thì cái nét đẹp chưa kể mình nói luôn là ngoài cái chuyện là làm chân mày, làm mí mắt, làm môi thì mình còn có đốt tất cả những cái mụn nãy đúng không? Đúng có đốt cái đầu mồi thì các anh chị thấy Tiến có để cái pin, cái số phone trên đó nha. Nếu mà ai có câu hỏi gì thì xin đừng có ngần ngại, đừng có đợi chờ, cứ gọi về thì Tiến sẽ có cái đặc biệt nha và tư vấn luôn. Còn ai mà gọi tư vấn mà gọi FaceTime cũng được hay là lên trên đây mời cũng được. Hồi nãy cô này có đốt nè, đốt khúc nào ta, đốt khúc nào đây ta, không đây là môi nè. Hôm nay quay rất là nhiều cho các cô ở đây vì các cô đã đến làm đẹp. Hôm nay ngày thứ ba nên là hầu như các cô đều được có thời gian nên là tranh thủ đến đây để mà làm đẹp. Đây đó, cái cô này nãy đây rồi nhớ rồi, đây rồi tôi sẽ cho quý vị xem nha. Thì các bạn nhớ share cái live stream này giúp Đức Tiến và Thanh Mai cho nhiều người được biết là coi có cái chỗ làm đẹp như thế, không đau, không chảy máu, không sưng và đặc biệt là làm xong là đẹp liền đó. Không phải chỗ nào cũng có điều đó nha. Thì cái này là cái cô mà Tiến đã mới vừa quay đây. Rồi. Đó. Mọi người thấy không? Đó. Thấy không? Đó, lấy tất cả các mụn đi. Đó, quý vị thấy không? Thấy không? Đó, lấy tất cả các mụn cá, mụn thịt, mụn calcium. Đó. Rồi, lau cái là sạch bon luôn nha. Thì đó, thì ngày hôm nay Mai đang share vào các cái group của các cái trang group mà Mai có thì những quý vị nào có câu hỏi gì có thể gọi về bây giờ nha. Quý vị có câu hỏi gì, thắc mắc gì xin cứ gọi về số của Mai mà Tiến có ghim trên đó đó là 714-248-2725 714-248-2725 cho tất cả các câu hỏi của quý vị. Bất cứ một cô nào hay là một bác nào hay một anh chị nào mà cần đến một thắc mắc mà cần đến mà muốn hỏi những câu hỏi về cái chân mày của mình, một bên cao một bên thấp thì có thể sửa được hay không? Có thể hello Quỳnh Như nè. Show up ở trên cái gương ở trên màn ảnh thì Thanh Mai sẽ tư vấn trực tiếp luôn để cho các bạn xem là nó có đúng hay là không đúng. Uh-huh. Tại vì khi mà mình nhận xét một cái điều gì đó thì mình sẽ cảm nhận được liền à. Uh-huh. Thì tại vì Thanh Mai em
nhiều khi Mai phải nói với khách hàng là Mai giống như một cái bệnh nghề nghiệp đó, nhìn người ta là phải nhìn là thấy muốn làm giúp cho người ta đẹp lại đúng không? Nó kỹ thì là kỹ để cho mình nhìn thấy cái khuyết điểm của người ta là cái gì, mình nhìn thấy cái ưu điểm của người ta là cái gì, khuyết điểm thì mình phải che nó đi, còn ưu điểm thì mình phải nâng cái ưu điểm đó lên để cho cái mặt, gương mặt của khách hàng nó được đẹp, mà nó đẹp tự nhiên mà vẫn là nét đẹp của mình chứ không phải là nét đẹp của người khác. Tại vì cái điều đó rất là quan trọng. Có nhiều người muốn đi xâm một cặp chân mày giống một cái cặp chân mày của một người khác, nhưng mà tùy theo, có những khi mà nếu mà hai gương mặt nó hơi giống nhau thì mình có thể làm hai cái chân mày nó gần giống nhau. Nhưng mà nhiều khi có một cái gương mặt tròn và một cái gương mặt vuông, mà một cái gương mặt dài mà tự nhiên mình lại muốn làm giống như vậy thì nó không có thích hợp với mình. Bởi vì mỗi người ông trời ông xanh á, là có một khung xương cấu tạo khác nhau, đúng vậy, một tỷ lệ khuôn mặt khác nhau, và có một cái góc những cái góc mặt của mình nó hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy mà cái người thợ xâm giỏi, cái người mà tạo được một cái xếp gương mặt và cái xếp của cái chân mày, mí mắt, cái đôi môi đẹp á, là cái người phải biết được cái mỹ thuật và cái thẩm mỹ ở trên gương mặt, phải biết được mỗi một gương mặt nó có một cái nét đẹp riêng, để cho mình nâng cái nét đẹp đó đi, mình che cái khuyết điểm của gương mặt đó đi, thì mình sẽ tạo được một cái chân mày nó hợp nhất với từng khuôn mặt. Bởi vì ở tại thẩm mỹ viện Hoài Anh á, là mình làm á, mỗi một cái gương mặt mình vẽ một kiểu chân mày khác nhau, chứ không có dập khuôn, không có giống chân mày nào giống với chân mày nào hết á. Thành ra cái điều đó là một cái điều mà rất là quan trọng. Bởi nếu mà bạn vẽ một cái chân mày người này với người kia nó giống nhau thì nhìn nó rất là kỳ cục. Bởi vì tự nhiên nhìn vô là một cái khuôn là nhìn biết ồ giống nhau hết đúng là, không à. Nhìn nó không có đẹp. Giống như nhiều cô nói ồ đi Hàn Quốc sửa cái lỗ mũi, sửa cái lỗ mũi á nhìn 100 cái là giống nhau hết đúng không? Có nhiều người như vậy đó. Nhưng mà trong thẩm mỹ mỗi người có một gương mặt khác nhau, thì thẩm mỹ viện Hoài Anh, những người thợ ở thẩm mỹ viện Hoài Anh á, là hiểu rất rõ người nào mà chuyên môn là đứng mà tạo xếp vẽ được khuôn mặt ấy, thì hiểu rất rõ về cái góc cạnh của khuôn mặt, về cái thẩm mỹ của khuôn mặt. Cho nên là vẽ mỗi một cái cặp chân mày là thích hợp với từng người, vẽ một chân mày là thích hợp với lại mỗi một cái gương mặt, mình vẽ một cái xếp chân mày khác nhau. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là bây giờ cái chân mày mà nó ngang thì vẽ cho nó ngang giống như người kia. Thực ra đến với thẩm mỹ viện Hoài Anh á, mình sẽ làm được cái chân mày nào mà bây giờ Mai đang chỉnh cái máy đi nha. Trong đó Tiến chia sẻ cùng tất cả quý vị là nếu quý vị nào đã nghe Tiến và Thanh Mai đã nói rồi thì phải nói là tiệm của Thanh Mai ở đây đã có mặt trên 20 năm rồi, ở tại trong khu này là khu trên đường Bô Sa. Trong khu này là kế bên là có ngân hàng Wells Fargo, phía trước này nhà Độc Đỉnh Ký, khu chợ Tâm Biên, thì rất là dễ tìm cho quý vị á. Thì quý vị có thể đến đây để mà được làm đẹp. Đầu tiên làm đẹp xong ra là mình có thể đi chơi liền luôn. Mình có thể đi ăn, đi uống, đi bất cứ đâu mà không có sợ lo lắng. Ví dụ như làm chân mày, làm mí mắt xong là không đau, không sưng. Và đi được liền luôn nha. Cái đó là điều rất là quan trọng đó. Thì cái số phone của Mai vẫn đang được ghi trên đó. Ai có cái câu hỏi hay thắc mắc gì, hay là cần chỉ đường, hay là cần hỏi thêm em xăm môi có được không, em bị tiểu đường xăm môi có được không, hay là cô có cái vấn đề gì đó, thì đừng có lo lắng. Có nhiều người nói là tôi xăm hay là tôi làm chân mày xong tôi hay sợ như là bị lòi thịt đúng ra rồi. Có cái đó không Mai? No. Bị lòi thịt ra kỹ thuật của thẩm mỹ viện Hoài Anh trong gần mười mấy năm nay đó là khi mình đi xăm hoàn toàn không có chảy máu. Thành ra những cái khách hàng của Hoài Anh đó, rất là nhiều người cơ địa bị thẹo lòi mình vẫn có thể làm xâm chân mày được, bởi vì làm không có chảy máu. Cho nên là tất cả những người mà cơ địa của mình bình thường thì không bao giờ nó bị một cái vấn đề gì hết. Tại vì khi mà xâm không chảy máu mà cái đường xâm của mình nó không có gây một cái vết thương nặng, thành ra là nó rất là nhẹ nhàng để đến trên đúng cái lớp da để cho nó ăn màu thôi. Nó rất là dễ, nó lành rất là nhanh, chỉ sau từ 3 đến 4 ngày thôi là nó bình thường, đặc biệt cả môi nữa, tiếng biết không?
Tiến biết là Sâm Môi ở Thẩm mỹ viện Hoài Anh đã từ bao nhiêu mấy năm nay tiến tới đây, thường xuyên nhìn thấy những người khách ở đây sâm là hoàn toàn không có chảy máu một chút nào. Mà Tiến có cái sâm môi hồi nãy đó, có cái cô đó này không? Tiến cho khách coi là hôm nay cái cô đó cô sâm xong là cô không có bị cái này sâm chưa, cái này chưa, cô này chưa, cô này, cô này là chưa đốt cái bụng. Đây cô này đây nào, đó sâm môi xong đó. Đây, cái này sau khi xăm xong nha. Đó, các bạn thấy không? Cô này sau khi xăm xong rất là đẹp luôn. Cô cũng rất là thân quen, hay đi nhà thờ gặp cô. Cô cũng hay xem cái chương trình của Đức Tiến, có chân mày, có mí mắt và có môi luôn. Rất là đẹp và cười rất là tươi. Môi của cô đã cân đối trở lại cả môi trên và môi dưới và cũng như màu môi cho cô luôn. Đó, thì mọi người thấy xem thấy không? Đó, màu môi là xăm ra là đẹp như vậy luôn, mình là đi ăn, đi uống được. Không cần phải đợi chờ nha. Đó, đây. Đó, rồi. Đó, đó anh ăn mơ vừa coi đó không? Môi xăm xong á là hoàn toàn không có sưng. Có những cái kỹ thuật môi bây giờ, đặc biệt là những cô mà xăm bình thường thì có nhiều cô á là vừa tẩy vừa xăm thì nó có thể là sưng, nếu mà cái cơ địa mình thật là gọi là cái thịt của mình không có được lành á thì nó chỉ sưng trong vòng có 24 tiếng thôi. Thì là đúng cái ngày thứ nhì thì nó hơi một chút xíu sưng, mà sưng nó cũng chỉ giống như bơm môi thôi Tiến ơi. Có nhiều người khác bây giờ cứ muốn sưng như vậy hoài mà đâu có giữ được. Để môi nó căng căng phồng phồng lên căng đúng không? Căng căng phồng phồng. Nhưng mà đến lúc mà sau ngày thứ nhì thì nó hết sưng rồi. Ngày thứ ba là nó xẹp rồi, ngày thứ tư là bắt đầu nó lộp mày hết ra, nó là trở thành một cái nôi hồng rất là tự nhiên, rất là tự tin để mà đi ra ngoài được. Có nhiều cô vừa xăm xong giống như cô hồi nãy Tiến nhìn thấy không? Hoàn toàn là các cô ấy đi ăn tiệc được buổi tối nay luôn á. Vì nó không có sưng, nó chỉ hơi đỏ tươi hơn bình thường một chút xíu thôi, cái da môi nó hơi căng mọng lên một chút, nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó rất là đẹp mà nó tự nhiên nữa, chứ không có thấy như một bề xăm dày lên như một cái đường. Đó, hello mấy anh chị đang vô coi nè, mà nó Tiến chưa có cái dịp để mà mời các anh chị á, thật sự là không biết. Trên vai lên tên chân gì phải à, Cao Hoàng Yến và Hùng Lê Hồng Tơ vân vân và vân vân nha. Ui quá trời đó, ui nó chạy qua Phương Hùng Nguyễn đó, nói chung đó dưới này quá trời, nói chung nhiều người vô coi quá mà cái máy Tiến đọc không có được hết trên đây. Thì nên các anh chị có cái câu hỏi này, Tiến đang mời mọi người lên đó, thì chị ơi, Tiến đang mời lên đó, nếu mà chị có lên được thì ở chat đi nha, lên mình chia sẻ về cái quan điểm của mình, về cái sắc đẹp của mình. Thật sự mà nói nha, Đức Tiến làm trong cái ngành thời trang, làm trong ngành điện ảnh, làm trong ngành biểu diễn, làm trong ngành giải trí, phải nói là có rất là nhiều chị, nhiều cô, chồng bỏ, chồng chê, chồng chán, chồng trường, thì nói chung là xấu quá. Hello em. Hello em ơi. Hello lên rồi mà không thấy mặt. Hello em ơi. Hello. Đưa cái webcam trước mặt mình, cái camera trước mặt mình nha. Hello. Rồi để ta phải tắt nha, tắt lên lại nha. Tại vì bạn mà lần đầu tiên mới lên. Hello Đinh Ngọc nè. Mời tại vì có một số người thì họ mới mời mình mời lên được nha. Thì cái máy nó hình như là phải cùng là cái gì đó, iPhone mới mời lên được. Thì đó, hy vọng là Tiến mời lên lại thì các anh chị nhớ lên để chia sẻ. Tại vì Tiến từng thấy có một cái em gái mà xưa làm người mẫu cùng Đức Tiến, thì bạn đó cũng có một cái nét đẹp rất là chân thương, kiểu hơi nhà quê á. Nhưng mà khi đi làm thời trang, người mẫu, nhân viên thì cái nét đẹp đó là không có nổi bật so với những người khác. Thì cuối cùng bạn ấy cũng không có được nhiều show, cũng không có nhiều ai mời, rồi cũng bạn trai cũng bỏ đi theo người khác. Thì sao khi thấy mình sao mà mình ví dụ ok hết, rồi sao mình lại không được cái được quan tâm á, thì cuối cùng bạn ấy là biết quan tâm đến nhan sắc của mình nhiều hơn đó. Thì bạn ấy đã và đó là bây giờ hạnh phúc hơn rất là nhiều. Ai đâu, một cái người bạn mà có Đức Tiến luôn nè, người mẫu Anh Thư ở Việt Nam đó, ngày xưa là coi như cũng xinh đẹp lắm ấy chứ, nhưng mà giống như là xinh đẹp chỉ có một thời thôi, mai không mai xinh đẹp mãi. Đúng. Đó, ai cũng đẹp có một thời, con gái con trai cũng đẹp có một thời, trong khoảng từ tuổi đẹp nhất là tuổi từ 18, 19 cho đến tuổi khoảng chừng 25, 28 là cùng. Bước vào 27, 28 là phụ nữ bắt đầu rớt nhan sắc, sụp đổ nhan sắc.
về da, về tóc, về tất cả mọi thứ luôn, mà không làm là đàn ông thấy nó quái, sợ lắm. Thì hôm nay cái câu là chia sẻ cho mọi người nha. Thì cái bề ngoài rất là quan trọng, nếu nó không quan trọng là không đúng. Thật sự đối với các chị em phụ nữ ở trong công an việc làm, trong cái xã giao, trong mối quan hệ gia đình tình cảm cũng giống như vậy. Thì khi đến cái Thanh Mai cũng được cái gì? Hello Suka Sukem, đây là chị của người bạn có tiếng học cùng cấp 2, Chi, Thanh Chi, chị của Chi. Bạn học cùng không chơi, chơi với chị của bạn. Ở Việt Nam, ở Việt Nam. À, rồi, hello JC Phạm nè, hello Tuấn Nguyễn. Đó thì hôm nay mình cũng muốn mời các bạn lên trên đây để chia sẻ về cái nhan sắc của mình. Public, chính public luôn đó. Thì mọi người đang coi rất là nhiều trên đây. Thì rất là mong muốn là mời mọi người lên chia sẻ nha, đó về cái đẹp. Mà tại vì có lẽ nhiều người còn ngại đúng không? Nhưng mà sao đó, có gì đâu ngại, JC ơi. Bây giờ mời JC lên được nha. Tất cả những ai mà lên được mà nói chuyện chia sẻ được đều có quà nha quý vị. Tất cả những ai mà lên live mà chia sẻ được là đều có quà cho quý vị hết nha. Thì nhắc lại là cái tiệm của Hoa hậu Thanh Mai Hoàng Cali á, nằm ở trên đường Bosa, ngay trung tâm Bosa của người Việt Nam tại miền Nam California. Quý vị ở xa về hay ở gần đây, ở Rosemead, ở Los Angeles, ở San Diego, ở Long Beach, hay là ở các tiểu bang khác về như là ở Arizona, ở Texas, ở Las Vegas, ở Boston, vân vân, nói chung bất cứ nơi đâu khi về tới California. Trong mùa hè này mình về vừa đi chơi, vừa gặp gỡ bạn bè và vừa làm đẹp. Quý vị đã có ba mẹ của mình mà cũng có cái cơ hội để mà chúng ta đi về làm đẹp, chỉ có vài trăm đô thôi mà làm đẹp rất là an toàn tại nơi đây. Nhanh chóng tiện lợi đến đây mất khoảng chừng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là bước ra là có một cái combo ba món. Combo ba món mà chân mày, mí mắt và môi. Và nếu mà có những cái gì mà mụn trên này là làm sạch luôn. Tiếng chứ có hai cái chỗ bên đây nè. Thế này có hai cái bên đây. Và bây giờ là nó sạch trơn rồi. Mai đã lấy ra chừng tiếng một cái mục rùi gần cái mí mắt đây và cái mục rùi đằng dưới này. Để lấy ra là đó là mụn thịt ha. Đúng rồi. Mụn thịt đúng không? Mụn thịt này calcium, già một calcium. Nhiều người lắm, đa số là khi mà mình chừng 45 tuổi trở lên đó, như Thanh Mai được học đấy là kiến thức của Thanh Mai, là cái nội tiết tố ở trong người mình nó bắt đầu thay đổi, bắt đầu chuẩn bị cho gọi là chuẩn bị cái thời kỳ đầu của cái đúng mà phụ nữ là mãn kinh. Thì cho nên những cái học môn bắt đầu nó thay đổi, những cái mụn bắt đầu mọc lên rất là nhiều. Đặc biệt là những cái mụn hay mọc lên là những cái mô, những cái mụn thịt nhô lên khỏi da màu đen, màu nâu. Những cái mụn mỡ dưới da thì nó gọi là mụn cholesterol. Những cái mụn mà có cái đầu cứng ở dưới da nó gọi là mụn calcium. Còn những cái mụn đồi mồi thì nó gọi là atop, có nghĩa là những cái mụn của tuổi già. Thì ở tại thẩm mỹ viện Hoài Anh mình có những cái móng rất là đặc biệt, chỉ một lần thôi mà chỉ có 1 second thôi là được cái mụn đó nó được remove liền mà không có bị thẹo gì hết. Cái điều đó là một cái điều rất là quan trọng để cho mình biết rằng tất cả những cái gì ở trên gương mặt của mình, ở trên làn da của mình đều có thể là sửa được. Hào quá, nói là em có đôi môi chi pha được không? Chi pha là gì ta không hiểu, chi pha là chi pha là sao không hiểu hay à? Hào qua hỏi cái câu đó anh không biết, nếu mà đợi anh mời em lên nha. Em mời Hà lên nha, giờ Hà hỏi anh không biết đường trả lời luôn Hà ơi. Rồi Hà ơi, em có thể request anh mời em lên nha. Cho dễ chứ giờ em trên đây thì anh sẽ khó tìm quá. Có đôi môi chi pha không sao hết, môi em có bị sẹo, môi em có bị bạn trai cũ cắn, bị sức miếng. Môi em có bị lỡ là bị đi xăm đâu nó hư, hay là môi em cho em uống thuốc nhiều quá, nên là cái môi của em nó bị sậm màu xuống do uống thuốc của phụ nữ vân vân. Nói chung là với bất kỳ một lý do gì thì ở tại thẩm mỹ viện Hoàng Cali đều sẽ làm cho em lại một cái bờ môi mới, định là cái viền môi, cái khóe môi, cái màu môi, và tạo cho em một cái môi trái tim mới, một cái môi trái tim mới hồng hào căng mọng như là màu của Cherry nha. Đúng rồi. Đó. Hello Nguyễn Tăng, Nguyễn Tăng. Môi bị thâm, môi bị hư. Hào qua hỏi không biết đó. Môi bị thâm, môi bị hư, nó đều có thể sửa được. Phá được không là sao? Em gọi về đi Hà, Hà ơi, em gọi số phone đi, chị Mai tư vấn cho em luôn. Tại vì comment anh đọc không được, không có được. Em gọi số phone 714-248-2725.
Em gọi luôn đi, chị Mai sẽ nghe vào. Là riêng. Đó. Rồi bây giờ là anh nhờ em gọi về giùm luôn để mà chị Mai sẽ tư vấn cho em luôn cho nó dễ, chứ giờ em nhắn để anh đọc không có được ha. Hào quá trình đâm đây nè, đâm lên nha. Hào anh add em vô rồi đó. Rồi Hà ơi, em accept đi, em accept đi, lên đây chia sẻ cho dễ nha. Rất phụ nữ là phải mạnh mẽ nè, mạnh mẽ lên nè, tự tin lên nè, để đẹp hơn nha. Anh đang mời Hà lên nha. Trong khi đó các bạn khác cũng đang vô. Hello Tăng Bé. Rồi thì mọi người nào có câu hỏi gì về cái nhắc lại là có những, mình sẽ nói đi nói lại cái chủ đề ngày hôm nay là nhưng mà chào em, Hà chào Tăng Bé. Hà ơi đang mời Hà lên đó, Hà accept đi. Còn nếu mà Hà cũng không accept được thì anh sẽ mời người khác. Nhưng mà nếu mà Hà lên chia sẻ sẽ được làm tư vấn làm đẹp miễn phí, sẽ được tặng chi phí để được làm đẹp nữa nha. Coi như là gần như làm đẹp mà với số tiền rất ít mà đẹp rất là nhiều. Đúng rồi. Mà lại không đau nữa. Bây giờ bất giải là xâm mí mắt ở tại thẩm mỹ viện Hoài Anh, xâm môi ở thẩm mỹ viện Hoài Anh hoàn toàn không có đau. Em chia sẻ cái hồi nãy cô mới vừa làm ngày hôm nay đi kìa. À gì hả? Cô đâu có đau. Thì cô hỏi luôn để cho khách trả lời, để cho khách người ta nói, để cho mọi người cùng mình quay biết rằng quá. Ừ, nó cái nào quay luôn. cái mà gần xong của cô mà làm chân mày mí mắt bốn thứ một bốn món một ngày hôm nay đó, combo đó, chân mày rồi cô làm mí mắt rồi cô xâm môi rồi cô đốt hết mấy cái đồi mồi ở trên má ở trên trán luôn. Cô cũng phải sáu mấy bảy chục tuổi ha, cô gần bảy chục mà trẻ cô rất là trẻ. Rồi cháu vừa nghe nha. Rồi đây sau khi xong hết rồi đó, hoàn thiện rồi không? Người đẹp rất đơn giản, chỉ cần bạn là clean, lấy cái bao tay mới để clean cho nó sạch sẽ ha. Đó, nên là không có cái bao tay một người mà xài là chuẩn cứ được nhau á, mình bước ra khỏi là mình phải thay bao tay. Bây giờ xong rồi nè, mí mắt này con nhỏ mắt cho cô bây giờ nè. Có đau không nói lần nữa cho bà con tin tưởng. Bà con cũng đau. Đấy, mắt cũng đau, mày cũng đau, môi cũng đau, mụn nó hơi tê tê. Lớn thì hơi đau chút thôi, hơi tê tê, còn nhỏ thì cũng sao. Không mà môi không đau, không sưng một chỗ, môi thì cũng mê, môi thì cũng chịu, không được thực luôn đó nhá. Trời ơi, này cái đầu lông mày nó có cặn luôn nè, bà con. Đấy ha, đi mắt nè. Đó là quý vị đã nghe đúng không, là cô đã nói luôn là không đau đúng không, không đúng đau không sưng đúng không, hoàn toàn tâm lý mắt cũng vậy, không có đau một chút nào. Nhiều khi nhân viên của Thanh Mai nó hay chọn nói chuyện với khách mà nếu mà đa số là khách hàng ai đi xem mắt á cũng sợ là đau. Bởi vì các cô đã từng bị xâm rồi ở những nơi khác, ở những cái tay nghề mà những người khác họ chưa có kinh nghiệm. Tại vì phải nói là nếu mà nói là xâm mắt không đau thì thực sự là không có nhiều nơi có thể xâm được cái kỹ thuật xâm mí mắt và xâm môi không có đau. Mà ở thẩm mỹ viện Hoài Anh mình dám tự tin khẳng định với khách là xâm mắt hoàn toàn không đau một chút nào. Tại vì sao mà không đau? Bởi vì thứ nhất á là cái sản phẩm của mình tốt. Bởi vì thứ nhì mà cái điều quan trọng hơn là sản phẩm nữa là cái tay nghề của những người thợ thật là giỏi. Hello. Rất là giỏi. Hello. Hai em đang coi livestream không vậy? À đây Hà đang coi livestream với mình. Rồi em có câu hỏi gì em hỏi luôn đi Hà ơi. Được chứ, nếu mà em mà có cái màn hình chị nhìn là chị biết liền, còn không em chụp hình em gửi chị biết liền là xóa được hay không và có thẹo hay không liền luôn á. Tại vì những cái đồi mồi, những cái gì mà nhô lên trên da nó sau khi làm nó phẳng xuống liền. Còn những cái gì mà chìm sâu dưới da mình sẽ biết được nó có hết hay không liền, bởi vì mình rất là có kinh nghiệm về cái này. À, cứ chụp đi. Cái này
Rồi, Hà nha. Hà đâu vậy Hà ơi? Rồi, em về Tây Thường, ok Hà nha. Rồi, Hà coi show này mà Hà gọi về sẽ được đặc biệt nha. Nhớ nhắc nha. Rồi, cảm ơn Hà nhiều đó, 7373. Rồi, đó, Hà có gọi về từ Colorado. Colorado có bà con ở San Diego, nên là thường xuyên về với Bosa, California. Nhưng mà gọi vô sẽ được đặc biệt một món quà. Đó, hello bé ta, tăng bé nha. Và hello mọi người đó, ai coi show này gọi về, cứ nói là có coi show này, Đức Tiến và cùng với Thanh Mai sẽ có quà đặc biệt cho quý vị. Vì chúng tôi biết rằng quý vị cũng chịu khó ngồi nghe show Tiến mà Mai nói, rồi cũng như là bên thời gian, rõ xa về nữa, coi như tiền hỗ trợ xăng xe đi lại, tiền xăng giờ cũng 7 đồng một cá lông rồi. Rồi tới đi đâu ăn sáng, uống cà phê đúng không? Xong rồi Cali mình mắc thôi, mấy triệu băng hát chưa có mắc đâu ơi. Đi với ba cũng mắc vậy. Xăng thì rẻ, mà đi với ba thì không có rẻ. Ở thẩm mỹ viện Hoài Anh, sẵn đây hôm mai cũng gửi lời cảm ơn các cô ở rất là xa, có nhiều cô thương lắm. New York, Washington, cứ cuối tuần đó là cuối tuần nào chống Thanh Mai ơi, để cho chị còn đặt vé máy bay còn bay về. Chị Hà, chị Hương, chị Loan, nhiều lắm mấy cô ngày xưa đã từng xâm rồi, cái xâm bị hư rồi về về với Thanh Mai, Thanh Mai sửa được rồi. Mỗi năm hoặc là mỗi hai năm là các cô lại bay về để làm một lần. Có khi có người nhà đó thì cũng phải có khi nhiều cô kỹ còn phải dắt người nhà về để cho mà ngồi cạnh để mà nhìn cho các thấy yên tâm. Bởi vì Tiến biết không, trên gương mặt của mình á, cái cặp mắt này, cặp trên mày và đôi môi nó thật là quan trọng. Đúng rồi. Nếu mà mình làm vô tình á, mà mình làm một cặp trên mày á, nó đậm mà nó xếp lên á, thì nhìn thật là buồn. Đó đi, thật đến chào Loan Phạm nè, Loan Phạm Khoa Nguyễn, về đâu á, chết đi bỏ. Đó, chào các bạn nha. Thì nếu mà ai có câu hỏi gì, Đặng Thị Thinh Thu Hương, Thanh Hương, chị Hương này là nhà văn nhà thơ và bà cũng là bà sếp của Tiến hồi trước nha. Hello chị yêu, chị về đây chưa? Chị về đây muốn làm đẹp mà chị đến đây nha, để làm lại cái chân mày mới, cái mắt mới, cái môi mới và lấy một cái tàn nhang mới. Chúc mừng tập thơ chị mới ra, vừa ra mắt đó, thành công nha, chúc mừng chị yêu. Rồi đó, các anh chị các bạn bè đang có cái livestream này cùng với Đức Tiến. Tiến biết là có vị ở khắp nơi trên toàn thế giới, như là chị Hương là như đang ở Việt Nam đó, ở Hà Nội rồi bay với Sài Gòn, rồi các bạn ở bên Colorado và nhiều nơi khác lắm. Thì không sao hết, mỗi người mình được tư vấn để khi mình có cái kiến thức đó, khi mình đi ra ngoài tiệm đúng không, bất cứ tiệm nào cũng vậy đó, thì mình nói với người thợ đó mình muốn làm như thế nào, cái chân mày nó mình phải được thẳng ngang hay là cong xuống. Nhưng mà hầu hết cái tiếng hay thấy á, là đi xăm bên ngoài là có một số các trường hợp bị ở đây. Thứ nhất là họ xăm nó bị cụp xuống, thứ hai là xăm nó bị dày quá, cái thứ ba là cái người thợ xăm nó họ không có giỏi, họ không có cái tay nghề cao và bản thân họ không có đo lường được là cái lớp da bên ngoài, lớp da thứ hai, thứ ba, nên họ đi quá mạnh tay, quá sâu, dẫn đến bị chảy máu và làm hư tới xăm đó. Tiến biết không, để mà có một cái người thợ giỏi, để mà có một cái tay nghề mà làm cho nó thật phải gọi là đẹp á, ở trong cái ngành xăm thì không có dễ. Đúng bởi rồi. Vì là thứ nhất cần là phải có kiến thức, thứ nhì cần là học đúng nơi đúng chỗ, thứ ba là cần cái bàn tay khéo léo, và thứ tư cần kinh nghiệm. Người đó phải chuyên nghiệp, phải tập trung chỉ làm một nghề, đó là nghề xăm thì mới là tốt được. Giống như Tiến nhìn với những người thợ của thẩm mỹ viện này, 7 ngày một tuần có những đó. Người đó mình con đây thôi, cũng nhỏ mà nhỏ mà đúng không, một tuần, 10 ngày. Đây chắc quá hả, cái hình này nhỏ thôi. Anh nhận được hình của em rồi nha, hình này nhỏ không có nổi nào đâu, làm được đúng không? Cái này làm được, làm nếu được nha. Mà trong trường hợp nếu sâu quá thì tình người nó hơi mờ thì nhỏ chứ mà nhỏ chứ thì làm được hết liền. Nhưng mà nếu mà không làm được á, mình lấy một cái màu bình chung lên, là mình sẽ có nhiều cái cách khác nhau để mà che cái điểm. Khi mà đầu về thì đến đây á, là mình sẽ biết được nếu mà mình không có nhô trên da mà nó nằm chìm dưới da đó, mình có một cái đầu tiên là mình được quyền là mình thử bằng cái máy lấy một cái màu đen nó đi. Nếu cái màu đen đó mà nếu chị nói là cái mạch máu, cái này giống mắt của Tiến này không, cái này máu đâu, cái này hơi máu, nó giống như một cái bớt vậy đó. Đúng không, cái bớt này, cái cô này đó. Nhưng mà không biết chị có làm gì không, mà chị nó mà không, chị nó vậy đó, chị nó vậy đó. Đó thì anyway làm được á chị ơi, làm được nha em ơi nha. Hồi nãy bé này có nói là làm được nha,
Rồi đã có cái số phone mà sẽ đi làm với em để lấy trên cái hẹn nha. Rồi hello mọi người, Bạch Tuyết ơi, Vũ Bạch Tuyết, Nguyễn Hòa và chị Hương đó, bây giờ mời Bạch Tuyết lên nữa nha. Cũng không có được tự mời nhiều người quá rồi nên nó không lên. Lên nó có cô nào mà mình có cái gương mặt của cô ở trên này, nên là hôm nay sẽ tư vấn xem là gương mặt đó mình nên làm cái gì, giống như là ví dụ cặp mắt của cô ấy hơi bị sét, tại vì thông thường có rất là nhiều cô mắt bị sét dựng lên trên, nhìn rất là dữ, rất là tại vì ông trời xanh mình như vậy rồi, như cái gen của mình như vậy đó, thì mình có thể sửa được mắt bị sét. Phẫu thuật không có sửa được, nhưng mà ngành xăm, một người thợ xăm giỏi, một người tạo được cái xếp mắt đẹp sẽ sửa được cái khung mắt của mình. Bởi vì các mắt xếp á, thì khi mà cái người thợ biết nhấn cái điểm màu và biết tạo một cái khóe mắt mới cho mắt nó xếp, thì đa số những cái người khách của Thanh Mai cũng như là tận những viện Hoài Anh là những cô mà trên 50 tuổi. Có ngày xưa thời trẻ thì cặp mắt xếp mà nó ngắn lắm thì sẽ tạo ra một cái gò má thì nó hơi cao. Trong khi cô lớn lên đến 50 mấy tuổi thì tự nhiên cái lớp da ở phía đuôi mắt nó lại sụp xuống. Ra cái cặp mắt á, cái khuôn mắt thì nó chết, mà cái da mắt thì nó bị sệ sụp. Cái điều đó rất là khó cho một người thợ. Nếu một người thợ không giỏi để mà mình vừa che được cái mắt chết mà vừa xóa được những cái vết nhăn ở trên khóe mắt thì cái đó là thật là tuyệt vời. Bởi vì sau đây là Thanh Mai mời quý vị, nếu mà coi cái này rồi thì mình, tại vì từ nay từ đi mình sẽ update cái kênh YouTube của Thẩm mỹ viện Hoài Anh Kali để cho quý vị lên để nhìn thấy trực tiếp hình ảnh thực ở tại Thẩm mỹ viện Hoài Anh, những cái cảnh khách làm như thế nào, là before và after, sau khi làm những cái người khách thực tế mà chịu để cho mà mình, lúc đó mình có thời gian quay, chứ còn để mà quay hết khách ở đây thì chắc là không bao giờ không coi hết. Không đủ giờ. Tại vì ở viện Hoài Anh mỗi ngày rất là mới nhiều khách. Mỗi ngày khách, và khách mỗi một năm đi thất chất, mỗi hai năm đi thất chất, thành ra cái lượng khách mà xâm rất là đông. Khách 7 ngày thợ đổi ca để làm, mà cũng liên tục làm từ sáng đến chiều, cho nên người nào cũng quen cái tay hết, người nào cái tay cũng quen hết, không có bị giống như tay người ta đi đến đúng cái lớp da để không có chảy máu, để cái giống như trở lại cái vấn đề mà Kiến nói là để không có bị chảy máu, để không có bị lem cái mực, để cho khách cảm giác không có bị đau. Cái điều đó rất là quan trọng, bởi vì nếu mà mình đi không đúng cái lớp da nó sẽ bị sưng lên rất là nhiều, nó sẽ bị đau rất là nhiều, và kết quả là sau khi lột da nó không có đều màu. Đúng như vậy. Cho nên mình rất là cần những người thợ có kinh nghiệm thật là nhiều. Và điều mà Thanh Mai muốn khoe nữa đó là ở Thẩm mỹ viện Hoài Anh, tất cả những người khách và người thợ đều trang bị cái kiến thức không những về thẩm mỹ mà còn về phong thủy nữa. Bởi vì phong thủy trong cái gương mặt nó rất là quan trọng, nét mặt, nét chân mày, nét ánh mắt, nét đôi môi và những cái gì mà trên gương mặt của mình á, nó ảnh hưởng tới cái phong thủy của mình nhiều lắm. Nếu mà cặp chân mày của mình á, mà nó đưa lên một cái chiều đưa lên và nó không có cúi xuống, đưa một cách mềm mại mà nó tự nhiên á, thì tự nhiên cái cuộc đời của mình cũng thấy là nó phẳng lặng hơn, nó an bình hơn, và làm cái gì nó cũng có cái cơ hội để thành công nhiều hơn. Điều đó rất là quan trọng nha Tiến, tại vì có nhiều cái người khách hàng hôm nay làm cái nghề này cũng gần 30 năm, 20 năm, 20 năm, 27 năm. Thì có nhiều những cái người khách hàng á, đi theo Mai cũng 20 năm chứ không biết. Thì sau khi mà làm đó thì họ cảm thấy là họ rất là happy, bởi vì họ làm xong rồi họ còn thấy là sau 1 năm, sau 2 năm á, họ thấy họ lắc tìm. Bởi vì trước khi mà làm Mai giải thích rất là kỹ, tại sao mà mình vẽ cặp chân mày như thế này, tại sao mà mình vẽ cặp môi như thế này, tại sao cái ánh mắt của cô cần phải làm như thế này. Thì sau khi mà cô ấy thấu hiểu được á, và cô ngẫm á, cô thấy là đúng. Mà không phải là ngẫm ngay lúc này nữa, thì sau khi cô xâm chân mày rồi về thì chiều nay là 2-3 người cũng nhìn thấy là toàn là hôm nay rất là nhiều các cô đến đây để làm chân mày có nè,
đó là chân mày mới, có những cô làm sau một thời gian là nó phai đi. Tại vì cái mực bên đây mình dùng mực organic nên là nó phải theo thời gian, nó phải phai tự nhiên, chứ không có mực nào mà nó gọi là xanh mãi mãi nha quý vị nha. Cái đó rất là nguy hiểm, không bao giờ có mực nào mà xanh mãi mãi nha. Nó phải phai dần theo thời gian và theo 6 tháng, 1 năm hoặc 2 năm. Còn các cô nào mà da dầu thì là nó phai nhanh hơn là thứ nhất. Thứ hai là có nhiều cô đến đây làm cái môi, tại vì có nhiều chị như cái nãy, cái chị đang còn trẻ đúng không, nhưng mà cái môi chị bị thâm, môi chị bị thâm, môi tím mà trời hú là môi nó đỏ tự nhiên nha quý vị nha. Chứ nhiều chị là phụ nữ nhưng mà môi bị thâm là do là uống thuốc, nghĩa là chị uống thuốc uống cái thuốc của phụ nữ đúng không, mấy cái thuốc mà của phụ nữ như là thuốc trụ tinh rồi những cái thuốc này thuốc kia thuốc nọ, nên là cái màu môi xuống. Thuốc tiểu đường á, tiểu đường rồi đó, thuốc đau nhức xương chân tay á, đau khớp uống tùm lum rồi thuốc á, nó làm cho cái sắc tố của cái môi của mình nó đen. Mà nhiều bà bây giờ Mai cũng muốn chia sẻ là mấy cái môi mà nó bị cái hộp trắng trắng á Tiến, bây giờ có thể sửa được hết bằng cái máy là nằm bên trên, nằm trong, nằm bên trong và bằng trên của môi, à trên trong môi luôn hả, hay vậy đó, bằng những cái máy plasma. Mai có chụp ở trong đây này, rồi trong đó Mai tìm đi, tìm đây, đây, đây 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 đây. Hello Nguyễn Nguyễn nha. Những cái mũi này. Ồ, ghê thế, nó bị này. Sao vậy? À, cho mình xem đi. Nó bị gì ghê dữ vậy? Cái môi mà bị như thế này. Mình thấy không? Qua đây, qua đây đi. Đó. Nhiều lắm. Ồ. Nó bị giống như người ta bị bọng nước hả? Bọng nước, bọng nước hả? Là bị bọng nước. Nước khô. Chứ không phải là nước bình thường. Mà nó lan ra hả? Ừ, nó không lan. Nhưng mà nhiều lắm. À, nhìn chụp kỹ nó vậy đó. À, nhìn nó bị bệnh đúng không? Ừ, nhìn giống bị bệnh. Đó, giống như thấy người không? Ta nói ô cái gan không có khỏe, thành ra nó có những cái môi nó bị như thế này, thì sau khi mình đốt như thế này này, mình đốt đi đây, thì sau khi nó sẽ được như thế này. Before and after đúng không? Đó, cho mình xem luôn. Đó, nó sẽ được như vậy. Có nhiều người bị lắm, có nhiều người bị như vậy. Hình như là lớn cái cơ thể mình sức đề kháng nó không còn đúng không? Cũng nhiều lắm. Sức đề kháng nó xuống đúng không? Để bữa nào may gặp thì mình đưa cho chị coi những thực tế của môn, bởi vì bây giờ là những cái này nó nhiều lắm chứ không phải là. Thì đó, những quý vị đang có cái vấn đề trên môn mình nó bị bong bong trắng trắng nào ghê ha. Mình đốt hết. Mình đốt cái mình tháo bung ra. Tháo bung ra thì nó mới được trở thành đẹp như này. Đó. Đấy là before, trong vừa đốt xong đó. Đó, trước khi mà ấy là cái môn nó bị như này đây. Yeah. Đó. Và sau khi đốt đó thì nó được như vậy. Yeah. Thì đó, hồi nãy giờ chúng ta live stream cũng được gần một tiếng, một dễ sợ gần tiếng hồ đó. Thì chia sẻ cùng tất cả quý vị một tiếng đồng hồ, Tức Tiến cùng Thanh Mai sẽ cố gắng lên đây để mà chia sẻ cùng quý vị những cái hình ảnh, những cái câu chuyện người thật vị thật nhất về cái thẩm mỹ, về chân mày nè. Ai có chân mày bị xanh, chân mày bị đỏ, chân mày bị rụng, chân mày chúng ta đã làm sâu lâu rồi nó bị sến, bị già, nhìn nó dữ quá, thì đến Thanh Mai làm lại cái chân mày mới, cân đối lại cái chân mày, nâng chân mày lên. Có một số người làm chân mày bị hai đuôi, là coi một cái đuôi của mình và cái đuôi của người ta thành hai đuôi. Có một số người làm chân mày ba bốn đuôi bị sụp xuống. Có một số cô đi keo chân mày, đây đi keo chân mày có nguyên cái sẹo, thì không hiểu nổi tại sao bác sĩ lại làm như vậy. Đi keo chân mày cho cái mặt cao lên, muốn mình cái sẹo đây cho người ta thì coi như là bị sẹo, là điều đó là điều tối kỵ mà bác sĩ vẫn làm nha quý vị nha. Không này, nên đi keo chân mày đây, quý vị. Đây đó, mới đây nè, cái người khác nè, chân mày hai đuôi đó. Đây đó, thấy hai cái đuôi không? Đó. Trời ơi, thương đây. Lắm mày. Từ cái đuôi bên này một cố. Hello Trần Thiện Thanh. Đây là bên. Hello Thịnh Nguyễn nha. Cái mặt bên này. Đó. Đó, nhưng mà sau khi làm xong đây thì tiếng mấy làm xong rồi. Tiếng mấy làm xong. Là mình xó rồi mình nâng lên đúng không? Thì cái gương mặt của cố mới được như thế này. Đó. Là khác hẳn luôn đúng khác không? Khác hẳn một cái gương mặt, nó đổi thành một cái người khác luôn. Trời ơi, cố không phải cố happy mà chồng cố nó happy đến sợ luôn. Trời ơi, hết cái này cái kiếm. Bạn của vợ mình nó đẹp nên nó cũng biết, nó từ từ nó hiền lại. Thì thường ta nói người đẹp không có giữ. Người đẹp mà giữ là người ta mới thấy không? Đó. Hello, John Hùng Vũ nha. À, còn riêng các anh á, thì lần đầu tiên là chân mày cho các anh đó là làm lại cái chân mày anh nam tính. Nên cho nó mạnh mẽ, nam tính nha. Cái sếp nó cứng cáp và là có cái góc ạc à, nha. Hay là các anh sẽ có bị cái mụn, bị nám, bị tàn nhang, mụn thịt, mụn canxi xung á, thì sẽ lấy ra hết cho các anh nha. À, còn các chị thì làm chân mày, làm miếng mắt, làm môi, lấy đi các cái mụn nám, mụn canxi, mụn già,
các anh thì làm cái chân mày cho các anh, cũng như là lấy tất cả cái mụn, mụn không chỉ trên gương mặt không, ở dưới cổ và ở cánh tay, có nhiều người bị ở tay nữa, thì đến lấy tàn nhang ra lấy tất cả cánh tay trong quý vị. Mấy anh á, mời mấy anh vào trong Hai Trinh Nguyễn, dạ. Ngoài anh Kali, YouTube Hoài Anh Kali, thậm chí Hoài Anh Kali thì mình sẽ coi được rất là nhiều những cái step trên mày nam before và after thực tế của những cái người thợ ở đây mà Đức Tiến tự tay, Đức Tiến quay đến để quay, rồi sau đó là mình bỏ lên cái YouTube để cho quý vị cùng thấy được những cái kinh nghiệm, những cái cách làm ở tại Thẩm Mỹ Viện Hoài Anh như thế nào. Bởi vì hôm nay là cái ngày đầu tiên lên show, cho nên là chắc là mình cũng chưa có đủ hết những cái thông tin, những cái dữ đúng liệu rồi. Thì hy vọng rằng đây là cái ngày đầu tiên, và sau đó thì xin quý vị chia sẻ cùng với những cái người bạn của mình là Thẩm Mỹ Viện Hoài Anh Cali cùng với Đức Tiến sẽ có mỗi tuần một ngày để lên tư vấn thứ ba là từ 6 đến 7 giờ đi. Đúng rồi, 6 7 giờ. Hôm nay là thầy dạy chút. Giờ từ 5 đến 7 giờ. Đó. Tức là trong đó sẽ có một tiếng là mình sẽ lên livestream để mà tư vấn cho hết tất cả những cái gương mặt về những cái cách làm đẹp ở trong ngành thẩm mỹ, đặc biệt là ngành xâm cho cặp chân mày, mí mắt, môi và những cái làn da ứng dụng trong những ngành xâm như xâm tóc, xâm che những vết nám. Tất cả những cái người mà coi livestream đều có thể được những cái món quà đặc biệt để đến với Thẩm Mỹ Viện Hoài Anh làm, và sau đó là nếu mà mình cần tư vấn trực tiếp ngay ở trên đấy, nếu mà các cô ở xa thì có thể đặt câu hỏi ngay để Thanh Mai trả lời về những cái gì thắc mắc về làm đẹp trong cái ngành xâm thẩm mỹ, cho xâm chân mày, cho mí mắt, cho môi, đặc biệt á là những cái ngành xâm dạy xâm bây giờ là không có đau, không có bị sưng, không có bị chảy máu, thì mời các cô hãy chia sẻ để cho mọi người cùng biết đến cái giờ này. Rồi hôm nay là cái ngày đầu tiên, thành ra chắc là cũng chưa có nhiều người coi, mà hy vọng rằng sau vài tuần và sau vài tháng thì mọi người sẽ quen đến cái khung giờ thân quen để mà đọc bất cứ một cái trên mày nào hoặc là một thắc mắc nào về cái làm đẹp thì đều có thể lên trên cái livestream này. Rồi, hello Ngọc Nguyễn, Mai Huỳnh Võ nha. Thì Đức Tiến đang mời, nếu quý vị nào lên được chia sẻ của quý vị về cái chân mày của mình có đẹp chưa, cái mí mắt mình, cái mí mắt của mình, cái môi của quý vị và cũng cái làn da cần làm đẹp gì, hay là chia sẻ là từ ngày mình làm đẹp ra thì mình thấy mình đẹp hơn không, rồi cái vẻ đẹp của mình có được có mang mình ích lợi gì nha, thì mình chia sẻ với nhau. Thời gian chúng ta cũng không còn nhiều nữa, chỉ còn có bài của mình chia tay mọi người rồi. Thì số phone vẫn là 714-248-2725, 714-248-2725. Hôm nay có một bạn đã gọi về và nhắn tin là có muốn làm cái khó đi một cái vết, nó là một vết gì nhỉ? Cái đó gọi là vết đụng, giống như là vết đầm mồi đúng không? Ừ, vết mồi. Thì là Mai nói là có làm được nha. Thì hy vọng là bạn đó sẽ bay về ở đây và ghé ở San Diego và về đây thì Mai sẽ làm cho bạn đó ha. Rồi, một tiếng trôi qua rất là nhanh, nói từ nãy giờ đã hơn 1 tiếng 2 phút rồi, 3 phút luôn. Thì đến đây thì Đức Tiến và Thanh Mai cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và cứ mỗi thứ 3 hàng tuần thì Đức Tiến và Thanh Mai sẽ có cái giờ live 1 tiếng đồng hồ để tư vấn cho mọi người. Đó. Cái đẹp của Thẩm Mỹ Viện Hoài Anh, bất cứ một người nào thắc mắc về một cái gì trên gương mặt mình mà cảm thấy chưa có hài lòng, hoặc là mình đi xem ở một chỗ nào đó mà mình chưa có thấy hài lòng, thì hãy lên với Thanh Mai để mà chia sẻ, để mà Thanh Mai góp những ý kiến cho các cô, cho các anh, cho các chị. Tại vì ở đây không phải là làm đẹp cho các cô không đâu, mà các anh cũng được làm đẹp một cách rất là nhẹ nhàng, tự nhiên. Có nhiều anh mắc cỡ là đi xâm dành cho phụ nữ thì điều đó không có đúng, mà bây giờ đi xâm là cho hết tất cả mọi người, từ người mà trẻ cho đến người lớn tuổi, từ nam cũng như nữ đều được đi làm đẹp. Từ chân mày đến mắt môi mình tẩy cho môi nam rất là nhiều tiếng. Thì Mai sẽ chia sẻ những cái này ở trên YouTube. Rồi. Thì hãy cứ lên YouTube của Thẩm Mỹ Viện Hoài Anh, xâm Thẩm Mỹ Hoài Anh Cali, phải không? Hoài Anh Cali.
Hoàn kali thôi. Hoàn kali hả? Dạ, chỉ có đó hoàn kali thôi. Ngày mai mình sẽ cho lên trên cái chữ này. Cái kim nó là đây là có này, hoàn kali. Ừ, để cho mọi người dễ, nó nhanh hơn. Rồi, cho tiếp sẽ share cái này lên cho mọi người coi nha. Cái hoàn kali nè, đó. Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ phải chia tay nhau vì một tiếng đồng hồ đã cho qua rồi. Rất là nhanh nha, bà Tiến có sẽ để cái link trong đây. Bà cũng xem post lên trên này cho biết là cái trang YouTube là Hoài Anh Kali. Ở trên đó sẽ có rất là nhiều những cái clip mà Đức Tiến và Thanh Mai cũng như đã quay lại khi sẽ có các khách hàng người tập người thật cho từng trường hợp một, cho mí mắt, cho môi, cho chân mày và cũng như là cho nhiều vấn đề làm đẹp khác mà tại thẩm mỹ viện Hoài Anh Kali đã làm đẹp cho các cô. Bây giờ thì chúng ta mới chia tay nha, mời ông anh là gọi là chào quý vị. Cảm ơn rất nhiều quý vị đã dành chút thời gian để mà nghe Thanh Mai thay mặt thẩm mỹ viện Hoài Anh cùng Đức Tiến chia sẻ về những cái gì về thẩm mỹ cho cái ngành tâm thẩm mỹ và cái ngành làm đẹp. Bất cứ một cái thắc mắc gì xin hãy gọi cho Thanh Mai số điện thoại là 714-248-2725 để chia sẻ những cái gì mà mình cảm thấy là mình còn thắc mắc về cái ngành thẩm mỹ. Và mỗi một chiều thứ ba từ 5 giờ cho đến 7 giờ sẽ có một tiếng livestream của thẩm mỹ viện Hoài Anh do Thanh Mai và Đức Tiến chia sẻ để cùng đồng hành cùng quý vị về thẩm mỹ, về những thắc mắc của quý vị sẽ được tư vấn ngay ở trong những cái lúc đó và có thể lên trên live trực tiếp luôn trên gương mặt của mình để cho Thanh Mai nhận xét và Thanh Mai đưa ra những cái gì đó cho những phương hướng về làm đẹp cho quý vị để quý vị cảm thấy yên tâm. Thì Thanh Mai cảm ơn rất là nhiều những thời gian quý báu đã theo dõi và xin gặp lại quý vị lần sau. Dạ vâng, và riêng bằng Hà ngày hôm nay là người đã liên lạc đến để được tư vấn làm đẹp nha. Bằng Hà sẽ tặng 100 đô. Tặng liền tay 100 đô liền nha. Một người mới mình đi vô tên là gì đi, Hà Tao Thu đó, mà mình hết giờ rồi. Thì bây giờ là cảm ơn bạn Hà vừa rồi nha. Bạn Hà được tặng 100 đô khi phải làm đẹp nha. Coi như 100 đô nó là để khuyến khích động viên và cũng như để chia sẻ làm lộ phí đường xa. Rồi với Thanh Mai mình đến, chúc quý vị có buổi tối thứ ba và buổi sáng ngày thứ tư tại châu Á, tối thứ ba tại Hoa Kỳ và tại châu Âu thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chào tạm biệt, bye bye thứ ba tuần sau. Bye bye.